Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của Quỷ Ấn trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện. Ở tập trước thì cuối cùng, Thước và Thầy Lương cũng đã gặp được Bảo như một mối nhân duyên tiền định. Ủa, sao nghe nó sai sai. Như một mối nhân duyên các bạn à. Và khi đó thì Bảo đã đem hết tất cả những gì mà Bảo tìm kiếm được trong suốt khoảng thời gian vừa qua, những cái thông tin đó cho Thầy Lương xem. Và Thầy Lương nói như thần luôn, nhìn qua một phát thôi là biết. Khung cảnh từ trên nhìn xuống á, thì Thầy Lương có thể thấy đó là tứ thủy trận. Và tứ thủy trận này là do con người tạo ra rồi, chứ thiên nhiên đâu có, không có những cái đó. Khi đó Bảo mới ngờ ngợ và Bảo mới thốt lên, như vậy tất cả là do con người tạo ra sao, quá là khó tin đi. Nhưng quả thật đó là sự thật. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bob sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Nói như vậy, chẳng lẽ điều này là do con người tạo ra? Thầy Lương đáp: kẻ bày ra tứ thủy trận với một phạm vi lớn như vậy chắc chắn không phải là con người bình thường. Nếu ta phán đoán đúng thì ngôi làng mà cậu đang tìm kiếm sẽ nằm đâu đó quanh chân núi U Bò. Tuy nhiên, để tìm thấy nó không phải chuyện dễ dàng. Việc chiếc máy bay quân sự biến mất không một dấu vết vào năm 1956, cũng như cho tới nay không ai xác định được vị trí của ngôi làng, cho dù có là người từng đặt chân đến đó, đủ để hiểu lão thầy Mo, không, phải gọi lão ta là thầy phù thủy mới đúng. Lão phù thủy ấy đã tạo ra một kết giới không thể xâm phạm từ bên ngoài. Lão ta làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là để che giấu thứ gì đây? Bảo rung giọng hỏi tiếp: thầy phù thủy, sao lại có phù thủy ở đây? Thầy Lương nói: kẻ mà ta vừa nói đến là Mo Chốc. Chính hắn đã gây ra những cơn ác mộng, những vụ mất tích tại khu vực núi U Bò trong suốt gần 40 năm qua. Không, sự tồn tại của hắn chắc chắn còn lâu hơn thế rất nhiều. Không giấu gì cậu, ta lặn lội đến đây chính là muốn tìm và diệt trừ hắn. Một tên phù thủy đáng ghê tởm, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Thầy Lương mới để Thước kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với nhóm của Thước trong chuyến đi vào rừng tìm vàng cách đây gần 2 năm về trước. Tất cả những gì mà Thước biết, từ tên của những người trong nhóm cho đến nỗi ám ảnh đầy chết chóc với cái tên Mo Chốc cùng làng sương mù. Khi một lần nữa phải nhớ lại từng cái chết mà mình tận mắt chứng kiến, Thước lại thêm một lần rung lên vì sợ hãi, vì giận dữ, vì uất hận. Ngay cả lão Xèn, khi nghe Thước tả lại cảnh Bường bị giết rồi treo xác lên cây, cảnh Tùa nằm trên bàn như một vật tế thần, để rồi sau đó bị một sinh vật kỳ dị xé toạc cơ thể chui ra ngoài. Ngay sau đó, lão Mo Chốc nhai sống sinh vật ấy một cách thỏa mãn. Chỉ là nghe thôi, nhưng cũng khiến lão Xèn cũng như Bảo thấy rùng mình, sởn gai ốc. Có một điều mà Bảo thắc mắc. Bảo hỏi: Mo Chốc đáng sợ như vậy thì bằng cách nào anh lại trốn thoát được khỏi đó? Hơn nữa anh có nói lão thầy Mo kia đã bỏ ngải tất cả những người trong nhóm. Thước trả lời: điều này đến nay tôi cũng chưa thể hiểu được một cách rõ ràng, bởi sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của Tùa, tên thầy Mo ấy lại không giết tôi ngay. Hắn tiếp tục giam giữ tôi trong căn nhà gỗ. Nỗi sợ hãi khiến tôi chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Và sự thật là tôi đã treo cổ tự tử. Nhưng trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Giọng nói đó nói tôi đừng chết, cô ta sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi đó. Bảo hỏi tiếp: vậy sau đó thì sao? Thước đáp: đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, và thời gian thì đã trôi qua hơn một năm rồi. Những gì xảy ra trong một năm ấy, ban đầu tôi không nhớ được gì cả. Những mảnh ký ức hỗn loạn cứ thế hiện ra trong đầu. Nó làm cho đầu tôi muốn nổ tung. Mọi cảm xúc, đau đớn, sợ hãi, dằn vặt ập đến. Những hình ảnh đáng sợ, ám ảnh ùa về. Cũng may, nhờ có thầy Lương đây nên tôi mới trở lại bình thường. Và cũng chính thầy Lương đã giúp tôi giải ngải độc trùng. Theo những gì mọi người kể lại, trong khoảng hơn một năm đó, tôi đã phát điên. Tôi lang thang nơi đầu đường xó chợ, ngủ ở bãi rác. Hàng ngày tôi được một ông chủ quán ăn cho đồ ăn. Tôi điên dại như thế đến khi thầy Lương xuất hiện và ra tay cứu giúp. Khi tỉnh táo, những ký ức xảy ra trong khoảng thời gian tôi ở trong khu rừng, ở làng sương mù, tôi vẫn nhớ như in. Cứ như thể chúng chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
Lão Sen thốt lên. Thật khó mà tin nổi, trong khu rừng ấy thực sự tồn tại một ngôi làng đáng sợ như vậy hay sao? Khẽ nuốt nước bọt, Lão Sen nói tiếp. Nhưng nghĩ kỹ lại thì điều này giải thích vì sao bên cạnh cái tên làng sương mù cũng có những người gọi nó với cái tên làng quỷ. Thầy Lương bây giờ mới lên tiếng. Thật ra cũng không khó tin lắm đâu. Sở dĩ cậu Thước thoát được khỏi ngôi làng đó là nhờ vào một người khác. Một người đã chết, một linh hồn chưa cam lòng rời khỏi trần gian bởi vẫn còn mang theo uất hận, vương vấn chưa được giải tỏa. Chính linh hồn này là người đã nhập vào Thước trong lúc Thước mất đi ý thức, có thể coi như gần mất mạng. Từ đó dẫn đường chỉ lối cho Thước chạy thoát, và cũng chính linh hồn cô gái ấy trong suốt hơn một năm trời ngăn cản không cho ngải độc trùng giết chết Thước tới khi tôi gặp họ. Có thể nói trong nhóm của Thước, cậu ta rất may mắn khi là người nắm giữ di vật của người đã chết nên thoát chết. Vì thương cảm cũng như kính phục linh hồn của cô gái ấy nên tôi quyết định giúp cho cô ấy có thể siêu thoát. Lão Sen ngạc nhiên. Di vật của người chết là sao? Ông có thể nói rõ hơn nữa được không? Thước đứng dậy đi về phía chiếc ba lô của mình. Thước mở ba lô rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên ngoài còn được bọc một lớp vải trắng cực kỳ cẩn thận. Tiếp tục ngồi xuống, trước ánh nhìn đầy tò mò của Lão Sen cũng như bảo. Thước khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn. Thước nói, đây chính là di vật của người chết, cũng là ân nhân đã cứu mạng tôi. Sau này tôi mới biết, giọng nói vang lên trong đầu tôi trong khi tôi đang cố giết bản thân mình là giọng nói của linh hồn một cô gái đã gá vào vật này. Từ từ, cẩn trọng, Thước mở lớp vải bọc rồi khẽ khàng mở nắp chiếc hộp. Lão Sen nheo mắt nhìn rồi hỏi, là sợi dây chuyền này sao? Trong lúc thầy Lương, Thước cùng Lão Sen đang chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền thì Bảo bất giác chống tay, ngửa người về sau trong ánh mắt bàng hoàng một cách cùng cực. Miệng mấp máy, nói không thành câu. Bảo rung giọng. Đây là... Thước hỏi. Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Thầy Lương với Lão Sen cũng không hiểu Bảo bị làm sao. Nhưng nhìn mặt Bảo lúc này đang tái nhợt đi, mồ hôi đổ ra chảy ướt khuôn mặt. Bất chợt, Bảo đưa tay giật lấy sợi dây chuyền Thước đang cầm. Thước quát lớn. Khốn kiếp, anh làm trò gì đấy? Trả lại tôi mau! Hành động sổ sàng của Bảo khiến Thước nổi điên, bởi Thước coi sợi dây chuyền như một báu vật. Hơn nữa, đây còn là di vật của người đã chết. Thước định lao đến đánh Bảo, thì thầy Lương cùng Lão Sen kéo người Thước ngăn lại. Hai ông già cũng chưa hiểu tại sao bỗng dưng Bảo lại trở nên như vậy. Nhưng khi tất cả cùng nhìn về phía Bảo thì họ thấy Bảo nhìn sợi dây chuyền đang nắm trong tay với hai hàng nước mắt chảy xuống không ngừng. Bảo vừa khóc vừa nói trong đau khổ. Đây là sợi dây chuyền của tôi. Bất giác cả ba người, thầy Lương, Thước, Lão Sen đều nói chung một câu. Không thể nào! Nhìn về phía Thước, Bảo hỏi trong nghẹn ngào. Anh đã lấy sợi dây chuyền này ở đâu? Thước trả lời. Tôi nhặt được nó trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ. Lúc đó chúng tôi bị người của Mo Chốc truy đuổi, bắt buộc chúng tôi phải chạy sâu vào trong rừng, mặc dù khu rừng ấy đối với chúng tôi hoàn toàn khác lạ. Một khu rừng với những cây cổ thụ vô cùng to lớn. Bảo tiếp. Trong khu rừng ấy, chỉ có duy nhất một ngôi nhà sàn gỗ thôi, phải không? Thước gật đầu. Đúng vậy. Nó giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang. Khi tôi bước vào, cũng có những vật dụng nhưng chúng đều đã mốc xanh, hư hỏng. Không có ai sống ở đó cả. Khi ngủ ở góc nhà, tôi vô tình nhặt được sợi dây chuyền này và giữ luôn nó bên người. Thực sự, nó là của anh sao? Nghe đến đây, Bảo bỗng quỳ gối xuống, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt. Bảo nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ ai cũng hiểu lý do tại sao Bảo lại đau khổ đến vậy. Sáng nay, thầy Lương và Thước được Lão Sen kể rằng lý do mà Bảo mạo hiểm tính mạng, sống chết bằng mọi cách đi tìm làng sương mù là vì một cô gái. Lúc này đây, cầm sợi dây chuyền trên tay, Bảo tự hồ như một người không còn ý thức. Những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống nền nhà
khiến ai nhìn thấy cũng phải thương cảm. Bảo áp sợi dây chuyền vào lồng ngực. Sương, em thật sự đã chết rồi sao? Tâm trí rối loạn, không chịu chấp nhận những gì mình được nghe, Bảo cố gắng tìm ra một lý do để phủ nhận. Bảo đứng dậy rồi nhìn thầy Lương, nhìn Thước. Bảo gằn giọng. Không, cô ấy không thể nào chết được. Chỉ là các người nhặt được sợi dây chuyền này mà thôi. Điều này không chứng minh được gì cả. Thước, anh phải trả lời tôi. Lúc nhặt được sợi dây chuyền, anh có thấy gì khác ở đó không? Ví dụ như xương người hay xác chết chẳng hạn. Thước lắc đầu. Không, không có những thứ đấy. Bảo cười khùng khục. Đấy, thấy chưa? Nếu như Sương chết ở đó thì phải thấy xác chứ. Chỉ là cô ấy làm rơi sợi dây chuyền mà thôi. Sương chưa chết, Sương không thể nào chết được. Tôi đã hứa sẽ quay lại tìm cô ấy, và cô ấy cũng sẽ nói đợi tôi. Các người đừng có bịa chuyện. Làm gì có hồn ma nào gá vào sợi dây chuyền. Tôi không tin, tôi không tin. Có sợi dây chuyền nghĩa là Sương thực sự ở trong ngôi làng ấy. Sương, anh sẽ tìm em. Hãy đợi anh, sắp rồi. Bảo mở cửa đi ra bên ngoài. Thước định chạy theo, nhưng thầy Lương cũng như lão Sèn ngăn lại. Thầy Lương nói, cứ để kệ cậu ấy. Lúc này đây, suy nghĩ đó chính là thứ khiến cậu ấy muốn sống. Để cậu ấy đi đi. Lão Sèn nhìn thầy Lương, hỏi, nhưng có thật sự câu chuyện mà hai người kể khi nãy, câu chuyện linh hồn cô gái đã chết gá vào sợi dây chuyền là có thật hay không? Thầy Lương trả lời, chắc lão cũng hiểu. Một ông già như tôi không lặn lội nguy hiểm, thậm chí là sắp tới đây sẽ phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc, chỉ để bịa ra một câu chuyện không có thật. Thì ra sợi dây chuyền có liên quan đến cậu ta. Chẳng trách ngay khi vừa gặp, tôi đã cảm thấy có gì đó quen thuộc. Không phải chúng tôi tìm đến nhà lão, mà chính sợi dây chuyền đã dẫn đường cho chúng tôi đến đây. Lão Sèn dù không muốn, nhưng những gì xảy ra cho tới bây giờ khiến lão không thể không tin được. Nhìn ra bên ngoài cửa, lão Sèn ủ rũ nói. Nếu như vậy thì cậu ta thật đáng thương. Tìm gặp cô gái ấy chính là mong muốn lớn nhất của cậu ấy. Cho dù cậu ta không tin cô gái ấy đã chết, thì việc tiếp tục dấn thân vào khu rừng, cậu ta cũng sẽ chết mà thôi. Vì sẽ chẳng bao giờ cậu ta tìm được cô gái đó nữa. Thầy Lương đáp, không, có thể vẫn còn một thứ mà cậu ta muốn gặp. Đây cũng chính là lý do lớn nhất để tôi tìm tới làng quỷ. Rời khỏi nhà lão Sèn, Bảo chạy một mạch tới sườn đồi, nơi có gốc chay già với tán lá rộng tỏa bóng mát. Thẫn thờ ngồi thập xuống, dựa lưng vào gốc cây. Tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Bảo hướng tầm mắt nhìn xa xăm, gục đầu vào gối. Bảo buồn bã, nghẹn ngào không thốt lên lời. Có lẽ lúc này trong lòng anh đang ngổn ngang những suy nghĩ, đang mơ hồ không biết đâu là sự thật, đang hoang mang, lạc lối, không thể xác định được mình sẽ phải làm gì tiếp theo sau đây. Làn gió hiu hiu khẽ thổi qua, khiến lá của cây chay khẽ rung rinh, lay động. Một chiếc lá rơi xuống vai Bảo, tựa hồ như muốn an ủi anh một cách nhẹ nhàng. Trời đã tối, vẫn chưa thấy Bảo quay về. Lão Sèn đứng ngồi không yên. Lão đã không còn kiên nhẫn được nữa. Lão quấn khăn lên đầu, khoác thêm áo, dắt con dao rừng ngang hông. Lão Sèn nói, không ổn rồi, tôi phải đi tìm cậu ta. Hai người ở lại nha. Thước đáp, nhưng trời tối như thế này, biết anh ta ở đâu mà lão đi tìm. Lúc đó tôi đã định chạy theo rồi, mà hai người cứ cản. Để tôi làm đuốc rồi đi cùng lão. Hai người tìm vẫn hơn một người. Bình thường không có gì đáng lo, bởi Bảo từng ở trong rừng có khi tận 2-3 ngày. Nhưng điều lão Sèn lo lắng chính là tâm trạng cũng như suy nghĩ lúc này của Bảo không được tỉnh táo. Lão Sèn sợ Bảo sẽ làm điều gì đó dại dột. Trong lúc Thước và lão Sèn chuẩn bị để đi thì từ bên ngoài, Bảo bước vào. Bảo nói, tôi về rồi, mọi người không cần phải đi tìm tôi đâu. Lão Sèn vội hỏi, cậu không sao chứ? Bảo đáp, tôi không sao, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Tiến về phía Thước, Bảo nói, sợi dây chuyền này có thể trả lại cho tôi được chứ?
Thức gật đầu. Nó là của anh, tất nhiên anh có thể giữ lại. Nhìn thầy Lương, Bảo nói. Tôi có chuyện muốn nói riêng với thầy. Thầy ra ngoài với tôi một lát được không? Thầy Lương đồng ý. Cả hai đi ra ngoài khoảng sân trước nhà. Thước cùng lão Sèn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì Bảo hiện giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Bên ngoài sân, Bảo giơ sợi dây chuyền lên bầu trời lấp lánh những ánh sao. Bảo hỏi thầy Lương. Có thật là có một linh hồn đang gá vào trong sợi dây chuyền này không? Thầy Lương đáp. Nếu cậu đã không muốn tin, thì ta có nói thế nào thì cậu cũng không cho là thật. Nhưng ta lặn lội đến tận nơi thâm sâu cùng cốc này, không phải để bịa ra một câu chuyện. Nhất là đem câu chuyện đó kể với những người mà trước đó ta không hề quen biết. Nói ra cậu sẽ cho là ta đang muốn lừa cậu. Nhưng ngay từ đầu, có điều gì đó mách bảo ta rằng, nơi đây là nơi sự liên kết với sợi dây chuyền sẽ xuất hiện. Nhưng phải đến tận hôm nay ta mới biết đó là gì. Và đó chính là cậu. Ta không biết tên cô gái ấy. Ta cũng không biết cậu ở nơi đây. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng cũng có thể sợi dây chuyền đã đưa ta đến gặp cậu. Ta rất tiếc. Nhưng nếu không có sự liên kết tâm linh, sẽ không có những cảm nhận, những sự việc diễn ra như thế này. Vậy nên, dù không muốn, nhưng ta cho rằng người con gái mà cậu đang tìm kiếm đã... Bảo ngắt lời thầy Lương. Thầy không cần nói nữa. Tôi đã hiểu hết rồi. Tôi đã gặp cô ấy hôm nay. Thầy Lương ngạc nhiên hỏi. Cậu nói sao? Cậu gặp cô gái đó bằng cách nào? Bảo kể lại. Sau khi rời khỏi nhà, tôi đã chạy lên đồi rồi ngồi dưới gốc chay già. Nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Mặc dù tôi đã cố gắng biện ra nhiều lý do để cho rằng Sương vẫn còn sống, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi cứ đau quặn thắt lại. Tôi càng tự cố lừa dối bản thân mình thì tim lại càng đau. Chẳng biết tôi đã ngồi đó khóc bao lâu. Chỉ biết khi ngẩng đầu lên, bốn bề xung quanh đã tối. Đột nhiên lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó bên tai mình. Là giọng của Sương. Sương đang gọi tên tôi, nhưng tôi lại không biết cô ấy ở đâu cả. Giọng nói đó bảo tôi hãy nhắm mắt lại. Tôi làm theo. Và thực sự, khi tôi nhắm mắt lại, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của Sương. Sương đứng trước mặt tôi, toàn thân như được bao phủ bởi một làn khói trắng. Khuôn mặt của Sương vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy. Nhưng ánh mắt Sương đượm buồn. Cô ấy nói với tôi rằng, em đã chết rồi, nhưng anh phải sống. Bởi vì anh vẫn còn việc phải làm. Cứu lấy. Nói đến đây, Bảo đứng lại, thầy Lương khẽ hỏi. Cứu lấy điều gì? Cậu sao vậy? Sao đang nói lại dừng lại? Bảo tiếp. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe được lời của Sương đến đó mà thôi. Rồi Sương dần biến mất. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới gốc cây chay. Trong tay tôi vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Tôi không còn thấy Sương đâu nữa cả. Thầy từng nói, trong sợi dây chuyền có tồn tại một linh hồn. Đến lúc ấy, tôi đã tin linh hồn đó chính là Sương. Những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy, tôi biết không phải là mơ. Tôi thật sự không còn muốn sống nữa. Nhưng trước khi chết, tôi muốn quay về đây nói chuyện với thầy. Bởi thầy có nói, linh hồn Sương vương vấn lại cõi trần là bởi vì còn khúc mắc chưa được giải tỏa. Phải chăng Sương nói, cứu lấy là cứu lấy linh hồn của cô ấy? Thầy Lương trả lời. Không, tuy chưa thể nói chính xác, nhưng trong khoảng thời gian giải ngải cho cậu Thước, ta cũng phần nào lý giải được nguyên nhân khiến linh hồn cô gái ấy vương lại cõi trần. Nếu cậu muốn nghe thì ta sẽ nói, nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi.
Bảo vội gật đầu. Thầy biết gì? Xin thầy hãy nói cho tôi nghe. Thầy Lương tiếp. Trước khi ta gặp Thước, ta có nghe những lời kể về cậu ấy. Trong khoảng thời gian Thước phát điên, vợ cậu ấy cũng sợ hãi mà bỏ đi. Bởi cứ khi đêm xuống, Thước lại lúc cười, lúc khóc. Giọng nói của Thước cũng thay đổi. Mỗi lúc như vậy, từ Thước phát ra một giọng nữ. Người này cứ khóc rồi luôn miệng gọi: con ơi, mẹ xin lỗi. Tuy đó chỉ là lời ta nghe người khác kể lại, nhưng đến khi ta tìm Thước để cứu cậu ấy, thì ngay trong đêm đầu tiên, khi ta tìm thấy cậu ta ở bãi rác trong một khu chợ, chính tai ta cũng nghe thấy từ cậu ấy phát ra một giọng nữ. Mọi thứ đúng như người khác kể. Cứ về đêm, Thước lại khóc lóc miệng gọi: con ơi. Trong khi đó, Thước chưa có con. Một người chết đi mà linh hồn không thể siêu thoát, ắt hẳn phải còn tâm nguyện lớn chưa thể hoàn thành. Còn một điều nữa, sau khi Thước được ta giải ngải, cậu ấy cũng đã nằm mơ thấy một cô gái. Trong giấc mơ, cô gái nói với cậu ấy rằng: cứu lấy con tôi. Chính vì vậy, ta nghĩ rằng lý do khiến cô ấy cố gắng lưu lại cõi trần là vì đứa con của mình. Rất có thể con của cô ấy vẫn đang ở đâu đó trong làn sương mù, cộng thêm việc cô gái ấy chết trong khi còn quá trẻ. Từ đây có thể luận ra con của cô ấy đang gặp nguy hiểm. Dù đã chết và biến thành ma, nhưng cô gái này vẫn đang tìm cách cứu lấy con của mình. Bảo rùng mình, cảm tưởng như vừa có một sự buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Bảo nói với thầy Lương: Liệu đó có phải là con của tôi không thầy? Thầy Lương đáp: chuyện này làm sao ta biết được. Nhưng trước đó cậu có nói là cậu đã có vợ. Phải chăng người đó chính là cô gái tên Sương kia? Bảo nói: tuy chúng tôi chỉ ở cạnh nhau một thời gian ngắn, nhưng với tôi, cô ấy chính là vợ của mình. Tôi đã thề rằng đời này, kiếp này chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Sợi dây chuyền chính là tín vật mà tôi trao cho cô ấy thay lời hẹn ước. Sương cũng chính là người đã cứu mạng tôi cách đây gần 3 năm về trước. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân vào khu rừng để khảo sát, nghiên cứu của mình. Và lần đó bỏ mặc những cảnh báo về sự kỳ lạ cũng như nguy hiểm trong khu rừng. Tôi và 3 người nữa tạo thành một nhóm. Chúng tôi là những người chỉ tin vào khoa học, tin vào sự hiểu biết của bản thân để tìm tòi và khám phá. Tôi đã bị lạc, không thức ăn, la bàn, các thiết bị điện tử không hoạt động. Không biết những người bạn của mình ở đâu, tôi lang thang trong rừng 4 ngày. Khi đó tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Mắt hoa, chân run, tôi đã ngã xuống một vách núi. Đến khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Sương. Bỗng thầy Lương nghe thấy phía sau lưng có tiếng động. Lão Sèn cùng Thước đang lấp ló phía hiên nhà nghe ngóng. Bảo cất sợi dây chuyền vào trong túi áo. Bảo nói với thầy Lương: chúng ta vào trong nhà. Tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho mọi người cùng nghe. Những chuyện mà mấy năm qua tôi chưa từng nói với bất kỳ ai cả. Bên bếp lửa đang cháy đỏ rực, bóng của 4 người hắt lên vách nhà. Khuôn mặt mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng đều chờ đợi để nghe câu chuyện của Bảo, cũng là khởi nguồn quá khứ bắt đầu sự việc có liên quan đến cô gái tên Sương. Một người có xuất thân từ làng sương mù, cũng như sợi dây chuyền sau bao nhiêu biến cố đã quay trở về với Bảo. Bảo nói: trưa nay, trong câu chuyện kể về những chiếc máy bay rơi, tôi có nói một chút sơ qua về việc đề xuất thăm dò địa hình, địa chất khu vực vùng núi U Bò thuộc huyện Bắc Yên, nhằm xác định có hay không có mỏ uranium. Việc này bị buộc dừng lại khi có một người trong đội nghiên cứu suýt chút nữa đã phải mất mạng. Người đó chính là tôi. Cách đây 3 năm, tôi đã từng đi vào khu rừng để tiến hành khảo sát thực địa. Ngoài tôi ra còn có 3 người nữa. Lúc ấy mặc dù đã tìm hiểu và đọc hết tất cả những tài liệu được cung cấp về khu vực núi rừng nơi đây,
Ngoài các số liệu thống kê về mặt khoa học, chúng tôi cũng có biết về những vụ mất tích bí ẩn, những chiếc máy bay rơi không rõ nguyên nhân. Hay như cả tài liệu Ghost Forest do chính người Mỹ lưu lại, kể về những điều kỳ dị từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng nhóm của chúng tôi khi ấy, những người trẻ, nhiệt huyết, chỉ tin vào khoa học. Ngoài ra cái gọi là ma quỷ, thần bí, chúng tôi chỉ cười rồi bỏ qua. Thước hỏi: và rồi sau đó khi vào rừng nghiên cứu, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình? Bảo lắc đầu: không, cho tới tận 2 ngày trước, tôi vẫn chẳng thể tin nổi vào thứ gọi là ma quỷ hay bùa phép, truyền thuyết mà mọi người từng kể. Nhưng có áp dụng tất cả những kinh nghiệm, những lý giải khoa học mà tôi biết vào sự kỳ ảo trong khu rừng, thì tôi cũng không tài nào giải thích được. 3 năm trước cũng thế. Chúng tôi tự tin khi đặt chân vào rừng. Cảnh núi rừng hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ lại càng làm cho tôi thấy phấn khích. Tôi đã từng đọc được một ghi chép nói về việc khu vực quanh núi U Bò có một từ trường lạ. Và khi tận mắt chứng kiến chiếc la bàn không hoạt động ngay khi chúng tôi chỉ bước vào bìa rừng, nhóm của tôi rất hứng thú với chuyến đi bởi trước mắt có quá nhiều thứ để khám phá. Nhưng cũng chính vì quá phấn khích, tự tin vào hiểu biết của mình, tôi đã coi thường sự nguy hiểm luôn kề cận trong rừng sâu. Khảo sát được đến ngày thứ 3, vì la bàn cũng như các thiết bị điện tử không dùng được, nên chúng tôi phân vân không biết phải đi tiếp bằng cách nào. Tôi có đề xuất ý kiến, đó là tiếp tục đi vào sâu trong rừng, nhưng những người khác không đồng ý. Họ nói mạo hiểm như vậy là quá rủi ro. Chưa kể đến, chúng tôi là những người học chuyên ngành nghiên cứu, không phải người có kinh nghiệm đi rừng. Sau khi bỏ phiếu, chỉ có tôi đồng ý với chính đề xuất của mình. Những người còn lại họ thống nhất sẽ ở lại thêm 2 ngày nữa, tìm kiếm thêm các mẫu đất đá, cả nguồn nước, rồi sau đó quay về. Lão Sèn hỏi: nhưng cậu đã đi ngược lại với ý kiến của họ. Bảo gật đầu: đúng là như vậy, mất rất nhiều công sức để vào được đến khu rừng. Hơn nữa, những mẫu vật thu thập được ngoài bìa rừng không đủ để kết luận điều gì cả. Có một suy nghĩ trong tôi mách bảo rằng, nếu đi tiếp, chắc chắn tôi sẽ phát hiện được điều gì đó lớn lao hơn. Tuổi trẻ, suy nghĩ bồng bột, làm việc luôn mất kiên nhẫn, nhưng lại muốn nhanh chóng đạt được thành quả. Và thế là, trong lúc những người còn lại mải mê với công việc của mình, tôi đã tách nhóm đi sâu vào rừng một mình. Thước nói: và rồi anh đã tìm thấy làn sương mù, có phải không? Bảo lắc đầu: không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngôi làng đó cả. Thước tiếp: vậy sao anh gặp được cô gái đó? Bảo trả lời: bình tĩnh, nghe tôi kể nốt đã. Vì quá chủ quan, coi thường khu rừng, ngay sau khi đi vào sâu hơn, tôi bỏ la bàn ra kiểm tra. Bình thường vốn dĩ la bàn không hoạt động, nhưng càng đi sâu vào trong, kim chỉ hướng của la bàn lại càng quay dữ dội, đồng nghĩa với việc từ trường mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Suy nghĩ khi ấy của tôi cho rằng mình đang tiến gần hơn đến việc hoàn thành được nghiên cứu. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì ngay sau đó, tôi đã phải trả giá cho sự nóng vội của mình. Lấy đủ những mẫu vật, tôi sung sướng quay trở ra. Và lúc này tôi mới nhận thấy một điều: tôi không biết mình phải đi hướng nào. Bốn bề xung quanh là cây cối bạc ngàn, không la bàn, không đường đi. Tôi đã bị lạc. Tôi càng cố thì lại càng vô vọng. Và cứ thế tôi lạc trong rừng 4 ngày. Thước hỏi tiếp: anh biến mất những 4 ngày, vậy mà những người còn lại không đi tìm sao? Bảo nói: chính vì sợ họ không thấy sẽ đi tìm, nên trước khi đi, tôi đã để lại một mảnh giấy. Trên đó có lời nhắn rằng tôi có việc quan trọng nên sẽ quay về trước. Thế nên trong những ngày đó, ai cũng đinh ninh tôi đã về nên không đi tìm. Đến ngày thứ 4, không thức ăn, nước uống đem theo cũng đã hết. Không chỉ vậy, tôi còn ngã xuống một vách núi. Điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi liệm đi chỉ là một màn xương trắng xóa. Khi đó tôi nghĩ tôi đã chết rồi. Nhưng khi tôi mở mắt, choàng tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trong một căn nhà sàn bằng gỗ. Cơ thể tôi đau nhức, cử động khó khăn.
Có những vết thương chảy máu đã được đắp bằng những thứ lá rừng mà tôi không biết tên. Còn chưa biết mình đang ở đâu thì một cô gái xuất hiện. Cô ấy tiến lại gần chỗ tôi nằm. Biết tôi tỉnh lại nhưng cô ấy không nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng bóc những bã lá rừng đang đắp trên vết thương của tôi ra, rồi dùng vải thấm nước lau sạch. Sau cùng cô ấy thay bằng loạt lá mới đã được giã từ một cái cối đá nhỏ. Khi tôi cất lời hỏi, cô ấy cũng không trả lời. Tôi nghĩ có lẽ là do cô ấy không hiểu tôi nói gì. Nhưng tôi biết tôi còn sống là do cô gái này cứu mạng. Ngoài các vết thương ở phần mềm, tôi còn bị rạn xương sườn do lúc ngã xuống vách đá. Cũng may vách đá đó không quá cao. Bên dưới lại là những bụi cây rừng nên va đập không khiến tôi mất mạng. Thầy Lương hỏi, ngôi nhà sàn mà cậu nói có phải cũng chính là ngôi nhà sàn mà nhóm của Thước đã tìm thấy trước khi bị Mo Chốc bắt được? Bảo trả lời, tôi nghĩ là vậy. Theo như lời Thước mô tả thì chính là ngôi nhà sàn đó. Hàng ngày cô gái ấy chăm sóc cho tôi, nhưng cô ấy chỉ đến vào lúc buổi trưa và chập tối. Tôi nằm một chỗ mất khoảng 3 ngày. Khi cơ thể đã hồi phục thì tôi đã có thể gượng dậy, mặc dù vẫn còn khá đau đớn. Tôi sực nhớ ra chiếc ba lô, bên trong có chứa những vật dụng quan trọng, nhưng tìm quanh nhà không thấy, nghĩ chắc có lẽ đã rơi mất trong rừng. Dù sao, giữ được mạng là may mắn lắm rồi. Lần mò đi xuống bên dưới, lúc này tôi mới phát hiện ra chẳng có ngôi nhà nào khác ở đây cả. Trước đó tôi còn nghĩ nơi đây sẽ có nhiều người sinh sống. Tôi còn cho rằng mình được bà con đồng bào tìm thấy khi bị nạn. Tuy nhiên, sau khi nhận ra không có ai khác, khu rừng mà tôi đang đứng cũng hoàn toàn khác với những gì tôi nhìn thấy trước đó. Nói một cách đơn giản, nó giống như tôi đã lạc đến một nơi hoàn toàn khác biệt. Nghe đến đây, Thước vội nói, đúng, đúng vậy. Tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao, nhưng chúng tôi cũng có cảm nhận như vậy. Từ cây cối cho đến cảnh vật, nó rất khác. Bảo gật đầu, đúng vậy. Điểm khác biệt nhất chính là thảm thực vật, rừng nguyên sinh. Tôi có cảm tưởng mình đang đứng trong một khu rừng thuở sơ khai, không có con người sinh sống. Và điều này càng khiến tôi tò mò về cô gái kia. Cô ta đến từ đâu? Tại sao chỉ có một mình cô ấy? Khi thấy tôi đứng nhìn ngơ ngác khung cảnh xung quanh, cô ấy tỏ ra rất sợ hãi. Vội vã cô ấy đưa tôi quay trở lên, ánh mắt lo lắng, liên tục nhìn ra ngoài. Và rồi, cô ấy quay lại nhìn tôi, nói, nếu để người khác nhìn thấy, anh sẽ chết đấy. Cô gái đó nói và hiểu được tiếng Kinh. Khi tôi hỏi lý do, cô ấy tiếp tục im lặng. Hàng ngày, tôi đều cố bắt chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy đều tránh né. Vết thương của tôi cũng đã đỡ nhiều. Biết mình mất tích nhiều ngày nên tôi tính chuyện sẽ nhờ cô ấy chỉ đường ra khỏi rừng. Nhưng trưa ngày hôm sau, cô ấy không đến. Cả buổi tối cũng vậy. Bất chợt, cho tới nửa đêm, cô ấy xuất hiện. Cô ấy ngồi thu mình vào một góc rồi cứ thế khóc. Nhưng mặc cho tôi hỏi lý do, cô ấy cũng không đáp. Sau cùng, cô ấy hỏi tôi về thế giới bên ngoài, về xã hội, về những thứ tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại biết. Trả lại tôi chiếc ba lô, cả đêm hôm đó, dưới ánh lửa, tôi kể, tôi giải thích cho cô ấy tất cả những điều cô ấy thắc mắc. Sau nhiều ngày, đó là lần đầu tiên cô ấy mở lòng, nói chuyện và cười nhiều với tôi như vậy. Vết rạn ở xương sườn khiến tôi chưa thể đi lại thoải mái, nhất là với địa hình núi rừng. Mỗi ngày đều gặp nhau. Chẳng biết từ bao giờ, tôi và Sương đã yêu nhau. Sương rất thích nghe tôi kể về con người ngoài xã hội. Những món ăn mà Sương nói Sương biết, nhưng chỉ được nhìn qua tranh ảnh. Khi tôi nói tôi sẽ dẫn cô ấy đi tham quan những cảnh sắc bên ngoài khu rừng, ăn những món ăn mà cô ấy muốn, ánh mắt Sương hiện rõ sự thích thú. Nhưng rồi nó lại khẽ buồn. Sương cười rồi đáp, nếu thật sự em có cơ hội thì tốt biết mấy. Nhưng em còn bố mẹ, em không thể bỏ họ mà đi được. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là Sương chưa sẵn sàng. Bỏ qua tất cả, chúng tôi trao hết cho nhau những gì mình có.
Tôi không quan tâm Sương đến từ đâu. Tôi chỉ biết tôi yêu cô ấy thật lòng. Ngay cả khi Sương dẫn tôi ra khỏi khu rừng, tôi chỉ muốn cô ấy đi cùng tôi. Nhưng Sương một lần nữa từ chối. Tôi đưa cho Sương sợi dây chuyền mà bố tôi đã tặng cho mẹ tôi như một vật đính ước, cùng lời hứa: anh sẽ sớm quay lại đây để tìm em. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của Sương khi nhận lấy sợi dây chuyền. Tôi trở về sau gần một tháng mất tích, nhưng những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó tôi đều giấu kín. Mặc cho việc đề xuất thăm dò mỏ uranium sau đó bị bác bỏ, dừng mọi hoạt động, nhưng với tôi đó không phải điều quá quan trọng nữa, bởi tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Sau khi giải trình cũng như báo cáo về việc mất tích, tôi đã lập tức lên kế hoạch để quay trở lại nơi đó. Nhưng không thể được. Thước hỏi: tại sao vậy? Bảo trả lời: trở về không lâu, tôi bị một tai nạn. Lần này cũng may mắn như lần lạc trong rừng trước đó. Tôi không chết, nhưng chấn thương ở vùng vỏ não đã khiến tôi hôn mê trong suốt một năm rưỡi. Khi tỉnh lại, tôi không bị mất trí nhớ, và điều đầu tiên tôi làm chính là quay lại đây để tìm Sương. Bởi tôi biết mình đã thất hứa suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng hơn một năm qua, tôi vẫn không thể nào tiến sâu thêm được vào khu rừng ấy. Và giờ thì... Những giọt nước mắt của Bảo khẽ rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt lại. Một câu chuyện tình dang dở, u buồn. Một bi kịch khi giờ đây Bảo không thể thực hiện được lời hứa của mình là gặp lại người yêu. Và còn đau đớn hơn khi Sương đã chết. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và trong tập ngày hôm nay thì cuối cùng Bảo cũng đã biết hết tất cả mọi sự vật về Sương. Biết ngay là nhìn thấy sợi dây chuyền là sẽ nhận ra Sương mà. Và khi mà ban đầu á, Bảo không có tin vào những gì mà mọi người nói là cái gì mà linh hồn gá vào trong sợi dây chuyền chứ. Thực sự là Bảo vốn dĩ từ trước cho tới bây giờ, trước khi gặp thầy Lương và Thước, thì Bảo cũng không có hề tin vào tất cả những cái chuyện kỳ bí, những cái chuyện ma quỷ gì hết. Như là Bảo kể đó, khi mà Bảo quay về rồi Bảo muốn đi tìm Sương, chỉ có thấy là địa hình thay đổi và nó kỳ dị thôi, nhưng mà không có tin. Cho tới khi mà Bảo cầm cái sợi dây chuyền và chạy đi tới cái cây chay gì á, các bạn ngồi ở dưới gốc cây và nhìn thấy linh hồn của Sương hiện lên á, thì Bảo cảm nhận được đó là sự thật. Và Bảo mới tin vào những cái điều đó. Khi mà Bảo kể lại hết tất cả mọi sự việc thì thấy trời, đúng là một cái anh chàng rất là si tình luôn. Gặp được Sương, quay trở ra, rồi sau đó là bị tai nạn nữa chứ. Bị tai nạn hôn mê hết một năm rưỡi. Thì khi mà tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Bảo làm là thực hiện lời hứa của mình, quay trở lại để mà tìm kiếm cô gái năm xưa, nhưng mà không có tìm được. Nhưng bây giờ lại nhận được thông tin là cô gái ấy đã chết rồi nữa chứ. Sao mà đáng thương tội nghiệp gì đâu. Mà ở những cái tập trước á, có một lần Bắp nói là nếu mà cứu được cái đứa bé thì sẽ mang về để cho gia đình ông Mừng và Phển nhận nuôi. Thì khi đó tự nhiên Bắp quên ông Bảo. Bắp quên mất là đứa bé đó là con của Bảo các bạn. Lúc đó quên đúng không? Đúng rồi, lúc đó là Bắp quên á. Tự nhiên cái có Phển cái Bắp không nhớ tới sự hiện diện của ông Bảo luôn các bạn. Chứ mà bây giờ có Bảo rồi, nếu mà cứu được đứa bé đó thì Bảo sẽ mang con gái của mình về nuôi nấng, nuôi dưỡng chứ. Sao để cho người khác nhận nuôi được? Là lúc đó Bắp quên. Và quay trở lại thì có lẽ là bây giờ Bảo cũng biết được là mình vẫn còn một đứa con gái. Đó sẽ là điều để mà níu giữ Bảo ở lại cuộc đời này. Khi mà Bảo nhận được tin Sương đã mất rồi á, thì Bảo tuyệt vọng và muốn, có vẻ như là muốn tìm đến cái chết đó các bạn, giống như là không có tìm được cái mục đích sống gì đó. Bây giờ khi mà biết là mình có một đứa con gái cần phải cứu, thì đây sẽ là một cái điều gì đó khiến cho Bảo vực dậy tinh thần để mà quyết tâm tìm đến làng sương mù để giải cứu cho con gái của mình. Nhưng mà tất cả rất là mơ hồ, không có một cái gì khẳng định được hết, mà Bảo lại là người hồi xưa tới giờ không tin, nhưng mà bây giờ phải tin. Còn những gì mà thầy Lương nói thì thầy Lương cũng chỉ nói là thầy đoán thôi, nhưng mà đoán quá chính xác rồi. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Quỷ Ấn trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.